này thiện hiện chân như của chân như là quả vị giác ngộ cao tột chân như của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không Cảnh giới bất tư nghì là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của bốn niệm trụ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của thánh đế khổ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của thánh đế tập diệt đạo là quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện chân như của bốn tịnh lự là quả vị giác ngộ cao tột chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc là quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện chân như của tám giải thoát là quả vị giác ngộ cao tột chân như của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ là quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện chân như của pháp môn giải thoát không là quả vị giác ngộ cao tột chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện chân như của bậc cực hỷ là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của năm loại mắt là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của sáu phép thần thông là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của pháp môn Tam ma địa là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của pháp môn Đà la ni là quả vị giác ngộ cao tột.